Ngay sau khi đi thực tế kiểm tra các công trình thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích đứng đô thị, gọi tắt là dự án 3, trong chiều ngày hôm qua, ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ nhằm tháo gỡ những khó khăn để nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình. Ông Phạm Giang Hiểu cho rằng do điều kiện khách quan và chủ quan, tiến độ thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA còn rất chậm. Tuy nhiên, một số công trình có tiến độ hoàn thành từ 60 đến 70%. Đây là nỗ lực rất lớn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, đối với các công trình đang triển khai phải quyết liệt hơn nữa, nhất là đảm bảo tiến độ hoàn thành cầu Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt, các tuyến đường tuyến hẻm, các công trình chưa triển khai phải đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai xây dựng. Ngoài ra đẩy nhanh thủ tục giải ngân các công trình đang triển khai, công trình nào hoàn thành phải bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng.